Gì con? Con kêu chú gì? Hả? Kêu chú ơi, chú ơi, chú ơi, nó quắt. Dạ. Con mới ngừng lại đó. Dạ. Dạ. Mới ban đầu nhìn em tưởng đâu là bông điên điển chứ, nhưng mà lại gần bức thì không phải. Nhìn nó đẹp quá trời luôn nè. Bên trái mình là cây bần rạch. Cây bần này người ta ăn mắm sống ngon lắm nè. Ăn với mắm cá linh đó. Mà ở đây không ai hái hết ha. Trái nó lủng lẳng ngay cầu luôn á. Em tiện tay hái vài trái. Trái này cả nhà mình biết trái gì không? Nó mọc ngay cái đám lát này nè. Quá trời trái luôn á. Mấy căn nhà này là bán tạp hóa dưới quê nè. Mà nhà thấp chủm à. Bán tạp hóa mà cái kiểu làng quê á. Nhìn nó quá đổi thanh bình gì đâu á. Không có sự bon chen nào ở đây hết. Dạ, em xin được mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với một video tiếp theo trên kênh của em ngày hôm nay nha. Đây là trường tiểu học Phước Vĩnh Tây. Mình đang ở ngay cái tuyến đường DT826C đây cả nhà. Thì vừa ban nãy em chạy tới đây thì ông trời ông mưa giờ ông mới tạnh đó cả nhà. Giờ nó cũng còn lâm râm à. Mình đi đúng ngay những cái mùa mưa bão là mình phải chịu. Đi quay cũng rất là cực luôn cả nhà đó, phải canh trời mưa thì mình không có quay được, với lại hình ảnh nó cho ra không có được đẹp lắm. Ở trong sân trường mấy bé đang ra chơi vui đùa rất là vui luôn ha. Cái tuổi học trò ai cũng trải qua một lần hết á, trải qua rồi thì không bao giờ mà lấy lại được. Tuổi hồn nhiên mà, nhớ lắm. Ông trời thì ông mưa bão liên tục luôn. Khi mưa khi ngưng, khi mưa khi ngưng vậy đó. À, ở đây có anh bán cà rem. Mà anh chào em chào lại. Nhớ lắm những cái mà buổi tan trường ha. Ra chơi đó, mình đứng, mình kiếm mua ăn và quà vặt đó cả nhà. Đó, cà rem rồi bánh kẹo rồi đó. Ở trong ngày xưa có trong căng tin. Còn giờ thì mấy cái anh ở ngoài đây anh bán kem nè, anh mưu sinh, anh đứng ở ngoài anh bán vào. Nó là một cái không khí có từ rất lâu ở xung quanh cái cổng trường rồi. Đây là tuyến đường lớn, mình đi xuyên suốt xuống xã Đông Thạnh luôn. Mà hiện tại thì mình đang đi ngang xã Phước Vĩnh Tây của huyện Cần Giuộc. Những căn nhà người ta xây tùm lum hết á. Kiểu cách nhà vườn cũng có, mà nhà hai mái ngày xưa cũng có nữa nè. Ở đây nó cũng còn sót lại những cái nét quê cả nhà, quê ngày xưa, chứ không phải là cái kiểu cách mà người ta xây để người ta kinh doanh kiosk rồi đó. Khu vực này thấy hiếm và xây kiosk để kinh doanh mặt hàng này mặt hàng nọ lắm. Đại đa số ở đây em nghĩ là mặt bằng nhà người ta kinh doanh không à. Đó, có những căn nhà mà nó quê chóc luôn á, coi như là cái dạng mà nhìn vô là thấy quê liền à. Ở dưới quê á mà người ta vẫn kinh doanh bình thường vậy đó. Nhất là những cái tiệm tạp hóa cả nhà. Tạp hóa mà cái kiểu đồng quê á, ở đây đầy luôn á. Có nhiều món thiếu nữa, không có đủ món để bán nữa. Trời ơi, bên đường ha, nguyên cái hàng cây bằng ổi gì đâu mà trái nó quá trời quá đất luôn, nguyên lùm luôn. Ai trồng ở dưới đất á cả nhà. Bằng ổi này mà hái vô chấm mắm đường thì còn gì bằng nữa. Ngày xưa mà những ông bà cô chú anh chị mình á có từng đi qua cái đoạn đường này mà đi ngang xã Long Hậu á, bây giờ cô chú mình cả nhà mình đi lại đi, nó sẽ thấy có một cái sự mà gọi là nhìn không ra đó cả nhà. Nếu mà mình đi cách này khoảng chục mười mấy năm á, lâu lâu em chạy ngang á, mà em tìm lại những cái nét xưa mà ngày đó mình đi mình để ý á, mà bây giờ mình tìm nó không ra luôn á cả nhà. Mọi cái nó lạ lẫm dữ lắm luôn. Căn nhà này em thấy nó lạ quá cả nhà ơi. Ở phía trước người ta để những cái bảng á, người ta vẽ nó quằn quèo y như là bùa chú rồi đó, mà không biết làm cái gì ở phía bên trong. Nhà thì nó tụt sâu ở phía bên trong á, đi ngang mà ai thấy chắc cũng ngạc nhiên lắm á. À, đây là một cái quán cà phê võng bằng chồi lá. Trời ơi, nằm mà đu đưa nó mát gì đâu. Mình chạy ngoài đường này mình nhìn vô mình thấy còn đã nữa đó. Chưa nắng mệt á, vô đó nằm thì là sự lựa chọn không sai lầm rồi. Rồi em đang tới một cái ngã ba rồi cả nhà. Một cái con đường hẻm đan nè. Không biết nó sâu hay không. Ở đây nhiều hẻm lắm. Em qua thử đại một cái hẻm ở bên đây để cho cả nhà xem cái cảnh ở phía trong này. Con đường này được mang tên là con đường D ấp 3A. Không biết nó có chạy ngang cái con kênh hay dòng sông nào hay không. Mà ở phía trước là em thấy có cây cầu ở cả nhà. Phía trước mà tuyến đường lớn hồi nãy mình vừa chạy á, phía bên kia có cái thánh thất. Đại đa số những cái thánh thất ở Cần Giuộc này á, đều là thánh thất Tam Kỳ Phổ Độ ở Tây Ninh không à cả nhà. Em cũng không có rành về đạo Cao Đài cho lắm á, nên không dám nói. Mình chỉ thấy ở những cái phía bản cổng ở phía bên ngoài á, để là Tam Kỳ Phổ Độ Thánh Thất Tây Ninh đó, để vậy thôi. Còn về tòa Thánh Tây Ninh ở tỉnh Tây Ninh thì cả nhà chắc cũng đã một lần nghe nói đến rồi ha. Rất là lớn và rất là nổi tiếng từ ngày xưa tới giờ. Thánh Thất với lại núi Bà Đen á, hai cái địa danh tâm linh đó ở trên núi Tây Ninh là rất nổi tiếng luôn. Nhắc đến Tây Ninh làm em cũng khoái. Em rất là yêu và thích cái vùng đất đó đó cả nhà. Thì nếu mà có dịp hay là có duyên gì đó được lên đó quay những cái cảnh ở trên đó thì phải nói là một cái điều mà em mơ ước luôn á. Nhưng mà nói gì thì nói, làm gì cũng phải có duyên hết cả nhà. Đâu phải là muốn đi là đi được đâu. Nó cũng nhiều cái yếu tố phát sinh lắm. Trong cuộc sống mình không có nói trước được. Rồi bây giờ mình đang chạy vào khoảng 200 m rồi nè. Khu trong đây là thấy trống lỏng rồi đó, là khu đồng chính hiệu ở đây. Cái này là con kênh cũng như là bãi bồi vậy đó. Nước nó kéo từ ở sông nó vô đây á cả nhà. Phía bên kia có căn nhà lẻ loi ha. Phía trước là bên hông có cây dừa nữa. Nhà ở gì buồn chết. Xung quanh đây cả nhà mình thấy không, trống trơn ha, không có căn nhà nào luôn á. Ở đây mà tối lửa tắt đèn thì không biết như thế nào. Nhưng mà nói gì thì nói, cái cuộc sống ở đâu thì nó có một cái cách để mà người dân ở đó họ sinh sống cả nhà. Bệnh đau thì cũng có cách mà cần một cái dịch vụ gì thì họ cũng có chỗ để họ giải quyết nhu cầu. Trời đất ơi, ở đây nhìn thấy mấy cái chòi như vậy buồn không cả nhà? Buồn nhưng mà khoái nhìn đúng không? Cái nhà ở phía trước mình đúng chất miền Tây Nam Bộ luôn á, đúng chất mà ngày xưa lợp lá đó. Cạnh cái ao nữa chứ. Cái ao này ha, ở dưới có cái cầu. Cái cầu này là ngày xưa người ta gọi là cầu Sàn Lãng, hay tắm giữa giặt vũ hoặc là làm cá rồi đó. Mấy người nội trợ trong gia đình đó, đó làm cái cầu Sàn Lãng là nói là ngày xưa ông bà mình hỏi tới là biết liền à. Căn nhà này đặc biệt là bên hông nó có một cái trái lòi ra nè, người ta cất. Như vậy ngày xưa anh ta cất vậy, người ta để chứa lúa hoặc là người ta để đồ vật dụng rồi đó, là vật dụng làm đồng đó cả nhà, cày cuốc đồ. Nhìn thôn quê quá ha. Rồi mình tiếp tục đi tiếp cả nhà ơi. Cái khu vực này em thấy khoái rồi đó nha. Nhiều cái cảnh nó thôn quê nó đẹp quá. Mình cứ đi vào một cái buổi chiều mà trời đang mưa lâm râm đó, Hồi nãy em quay cái cảnh mà ở dưới cái ao, cả nhà có để ý là sẽ biết trời mưa lâm râm, nhưng mà em vẫn cố gắng quay luôn á cả nhà. Đó, em cố gắng em quay để có một cái cảm giác khác lạ khi mà mình ngắm cảnh quê hương mà với một cái không khí mà se lạnh, giờ những cái hạt mưa phùn này cô không có lớn nữa, nếu mà lớn thì nó ướt mái em quay không được rồi, nên đôi khi có những cái hình ảnh mà nó hơi nhòe một chút xíu, cả nhà thông cảm giùm em nha. Cái cảm giác á mà trời nó se lạnh mà đi vào cái khu đồng quê, đặc biệt là những cái cảnh mà nó quá trời quê như thế này luôn á, nó làm cho lòng mình xao xuyến lắm, bồi hồi lắm cả nhà. Một cái cảm giác nó không thể nào mà diễn tả được, chỉ có đi mình mới cảm nhận được thôi. Còn cả nhà thì coi qua màn ảnh này thì cả nhà cũng thấy được ha, nhưng mà em cảm được là cái hơi lạnh của nó lạnh, nó se lạnh. Mà mình dạo như vậy nè, nói cái kiểu là bao nhiêu buồn phiền á nó quên hết rồi. Ở phía trước có một căn nhà cũng rất đẹp kìa, nó nằm tuột sâu ở phía trong đó cả nhà, mà cái con đường đi vô thấy nhỏ xíu xíu à. Đó, có một cái hàng rào làm nổi bật cái căn nhà này, đó là hàng rào mai chấn thủy, được cắt tỉa cẩn thận rất là nhiều năm rồi. Ở quê á, ngoài chuyện đồng án á, là bà con mình hay trồng kiểng, chăm chút kiểng, cái gì mà mình thích á, là mình tập trung mình làm để cho ra thành phẩm. Mà mỗi thành phẩm đó không phải là thời gian gần đâu nha, cũng 20 năm, có khi 10 mấy năm không. Nhiều khi có cây mai mà bà con mình chăm sóc á, nó tận tới 30-40 năm trời luôn á. Nên mà về quê mà hỏi mua mai á, trừ phi nào mà kẹt tiền lắm người ta mới bán thôi, còn không là những cây mai đầy kỷ niệm không đó cả nhà. Mà đã là kỷ niệm thì người ta không có bao giờ mà người ta bán hết á, người ta cứ suy nghĩ đó, dưới cái cây mai đó thì mỗi năm con cái về sum họp chụp hình, mà bây giờ tự nhiên cái bán mất tiêu rồi thì nhìn thấy nó buồn lắm, nó trống trải lắm, nên họ không có nở đâu. Em quay máy qua đây nè, thấy ở đây có mấy người nè, tụm 3 tụm 4 gì nè, buổi chiều ngồi trước nhà nói chuyện ngay một cái gốc cua quẹo luôn. Nhà ở đây nó xa xa nó mấy con cái lận, coi như là cách 3-4 cái nền gì đó nó có mới có một cái nhà. Trời, cái hoài chuối 2 hoài 3 hoài luôn nè, hoài chuối to quá trời to luôn. Chuối này người ta trồng ngoài đường, mà gặp ở đâu mà đông phố thị chút xíu chắc không dám để gì đâu. Còn xanh còn non chưa có chín, chuối này người ta chắc người ta bán chứ ăn gì hết nổi. 3 hoài này nó quá xá ể rồi, có 3 cây, 3 cây lên 3 hoài dưới quê đã không ăn mệt xỉu luôn á. Nhà ở dưới quê á, nhà bên đây nhìn xéo qua nhà bên kia, mà nhìn cái kiểu nhà cửa cây nó đã gì đâu. Mỗi lần mà Tết đến á, cứ rủ qua bên đây rủ qua bên kia đó, rồi làm vài ly rượu hoặc là quýnh bài gì đó, thấy nó vui ha. Tình là nghĩa xóm có nhau cả nhà, chứ giờ mình ở một cái cụm như thế này rất là ít nhà, mà bây giờ mình còn không đoàn kết nữa thì bây giờ mình chơi ở đâu giờ, không lẽ ra phố thị mà chơi ha. Bởi ở dưới quê nó càng gắn kết tình là nghĩa xóm nhiều hơn là ở phố thị. Phố thị thì khỏi phải bàn rồi, mạnh nhà ai nấy ở thôi, có ra đứng ở phía trước thì nói chuyện vài câu rồi thôi đi vô. Xéo bên đây cả nhà, cái bắt đầu quay qua đây cái nhà, em quay cận cảnh cho cả nhà mình xem luôn ha. Có khi được 2 cái nhà kế rồi có bắt đầu ao hồ hoặc là vườn tược, rất là trống trải, rất là thưa ở khu vực này nè. Đó, trời, có con chó nó chạy ra nó đón em nè. Bạn không đó, đi riết nó quen luôn á cả nhà, thấy nó chạy ra là hiểu nó làm cái gì vậy đó. Có con thì nó cũng dữ lắm rồi nha, có con rồi nó làm dữ lắm cả nhà ơi. Còn có con thì da đứng nó dòm, lỏ hai con mắt nó dòm mình thôi à, cái mình đi ra thì mấy con nào vậy thì mình thấy mình thích, còn mấy con nào mà nó la quá mình chịu không nổi đâu. Nhiều khi người ta dòm ngó, ta nhìn ra thấy mình lạ lạ đó cả nhà. Đó, bên đây những căn nhà ngói nè, mà thụt sâu vô trong, ở phía trước chừa cái sân trồng cây, trồng cái mảng xanh ở phía trước nhà mình. Ở đây nói chung là cuộc sống rất là bình yên, không có ồn ào, một cuộc sống ở dưới quê đúng nghĩa luôn á cả nhà. Mà khu này hình như là làm vườn không được á, nãy giờ mình chạy thì không thấy vườn được nhiều, lâu lâu có những cái ao tôm. Có lẽ là bà con mình cũng làm một số hộ kinh doanh về nuôi tôm, ao thì cũng ít chứ không có nhiều nữa. Khu này khu đồng trống mình thấy nó nhiều lắm cả nhà. Đó, ở đây có một cái nhà ở phía trong nữa kìa. Phía trước thì nó ngập thôi, còn gì nữa, ba cây mai này, mai trồng rất nhiều luôn mà nó thấp quá bị ngập. Ngập như vậy mình phải xử lý liền, không thì nó không được tốt rồi. Bên đây căn nhà ngói nữa nè, cái nhà này nhà lớn mà sao không có ai ở hết, cây cỏ mọc hàng rào, không có làm gì hết ta, nhìn rất u tối. Tới đây mưa lớn cả nhà ơi. Mới vừa mưa xong, em mới vừa đục mưa xong luôn á, giờ đi ra nè quay tiếp. Ổng mưa theo cái kiểu mà đám mây á, mây đen tới đâu mà ổng mưa tới đó, nhưng mà giờ vẫn còn nhiễu hột lâm râm hả. Nhưng mà chạy không sao, cứ tiếp tục. Trời mưa trời bão nó đã buồn rồi, mà bây giờ bắt cả nhà mình ngắm cái cảnh ở dưới quê nữa thì còn gì nữa, thật là náo nùng phải không cả nhà. Mấy căn nhà này sao em để ý là khóa cửa không à? Không lẽ bà con mình đi làm ta, làm đồng hay là đi làm công ty đó, thì gần đây mình cũng di chuyển lên trên hướng Cần Giuộc mình làm cũng tương đối, cũng không có xa mấy cả nhà. Có thể là lớp trẻ đi làm, còn mấy ông bà mình có thể đi làm ruộng hay làm vườn gì đâu đó, nhà nào nhà nấy nó khóa cửa hết đó. Ai cũng có nuôi chó hết, nuôi chó rất nhiều ở đây. Trời, cái dây này giống dây khoai mỡ quá ta. Hồi xưa em nhớ em cũng đào khoai mỡ nhiều lắm á, mà giờ lâu lắm rồi quên rồi cả nhà ơi, không nhớ nổi luôn á. Nhìn mình cứ trừu tượng lại thôi à, chứ mình không có chắc chắn được. Lâu quá thời gian mình không có tiếp xúc á, mình không có nhớ cái lá của nó như thế nào. Hồi xưa củ khoai mỡ nó mọc dại nhiều lắm. Trời, đi ngang cái căn nhà này đẹp nhất ở đây luôn á, nãy giờ rộng. Cái sân thôi phơi ha, cả chục bao lúa không xi nhê. Sân ta làm ở dưới quê thường thường ta để phơi lúa, phơi này phơi kia rồi đó, trồng cây rồi ha cả nhà. Đó, mấy căn nhà này nó mới xây lại, hàng ba hàng tư nè. Cái quán quê nè cả nhà, đó quán tạp hóa quê đó, bán một số đồ vật dụng để mà ở dưới quê mình mua mình sinh hoạt, mình khỏi đi ra ở ngoài con lộ lớn cho nó xa đó cả nhà. Nhưng mà nhìn ở phía bên ngoài mình không biết được đúng không, mình khó có nhận biết được lắm. Nếu mà người thành phố về á, ta sẽ không biết luôn á, còn dân quê ta sẽ biết cái điểm đó bán rồi, thì người ta chỉ cần thiếu cái món nào là ta lợi ta mua thôi hà. Những căn nhà ở gần cái cầu này nó đẹp quá trời đẹp luôn á. Đây là những cái tàu lá dừa mà nó ra ngoài mí đường quá, người ta buộc lại gì đó. Nhìn nó lạ lạ, thay vì ta đốn mà ta buộc lại vậy đó cả nhà. Ý, cây bần rạch nè, bần rạch nè cả nhà ơi. Cây bần này hả, gặp ở trên Sài Gòn chứ không còn đâu. Ở đây là nó đứng ngay cầu mà mình có thể hái được trái luôn nè. Mà mấy cái trái mà em đang hái đây nè, nó hơi xanh chứ nó không có chín. Ở trong còn nhiều lắm. Bằng này ăn với mắm sống hoặc là nó chín á, mình nấu một nồi canh chua ăn rất là ngon luôn á. Ý, chú này chú chạy xe lôi lên cầu rồi, mình lỡ lên lửa cầu rồi mình né cho ha chú qua. xe lôi với cái xe Honda mình đi hết cái cầu này luôn nè. Đang đổ dốc xuống nè. Những căn nhà này ở dưới đây, một căn nhà tập quá nữa cả nhà ơi, nó nằm ở sâu ở phía trong đó, không có bảng hiệu gì hết á. Rồi em thấy bán những cái bịch xì nách đỏ trỏng á, mới biết được là bán tập quá đó, chứ mình chạy ngang thì mình nhìn mình tưởng nó là những ngôi nhà quê thôi. Nhìn cái căn nhà này trời nắng chắc hả, mát lắm. Còn trời mà mưa nhiều quá thấy nó hơi u tối cả nhà, nó gần với lá dừa nước á, nếu mà ai không ở quen á họ cũng chịu không được đâu, nhiều khi có mũi mồng rồi này kia, rắn rít nhiều á. Cái đó mình nói với cái góc là người Sài Gòn nhìn về cảnh quê thôi, còn đối với người ở quê á, họ quen rồi thì cái chuyện đó là chuyện bình thường á cả nhà. Càng đi sâu vào trong á, khu này dừa lá không, dừa lá nhiều lắm. Ý phía trước có hai bà một ông, rồi đi bộ đâu đi ra vậy trời, chắc nhà của mấy cô tuốt lút ở phía trong luôn á, đi bộ ra chiều ngắm cảnh hay gì đây nè. Gì con kêu chú gì hả? Con đang làm gì ở đây vậy? Giả diêm hả? Phủ nội hả? Phủ ngoại giả diêm hả? Tự nhiên kêu tôi à? Con đi học chưa? Học mẫu giáo chưa con? Dạ chưa đi hả bà? Bye bye con nha. Bye bye, chúc con sức khỏe nha. Rồi, bye bye. Dạ con đi bà ơi. Dạy bà cái dâu lan hả bà? Dạ. Dâu lan này nó cũng già quá ha. Dạ. Đi ngang nó kêu. Dạ, nó đi ngang nó kêu con. Ừ. Kêu chú ơi nó quắt. Dạ. Con mới ngừng lại đó. Dạ. Dạ. Thấy nó tội nghiệp quá. À, bà bán quán đây hả? Dạ. Con đi về trên đây nè. Dạ. Thôi con đi với bà ha. Dạ. Chúc bà sức khỏe nha. Dạ. Qua tiếp xúc với những ông bà ở đây mình mới thấy được là những người dân ở đây họ rất chân chất cả nhà. Họ nói chuyện, họ dùng những cái từ ngữ á, nó rất là ở dưới quê á. Hồi nãy giờ mình chạy cũng khá sâu vào phía trong cái con đường này rồi, mà càng vô sâu á, thì nhà cửa nó cũng vậy à. Nó cứ lưa thưa, nó không có cái kiểu mà ở theo cụm như những cái nơi khác. Ao hồ thì lâu lâu cũng có, mà ở đây ao hồ không biết người ta có tạo làm nuôi tôm hay không. Có ao là thấy có cất những cái ngôi nhà lá ở gần đó, không biết họ cất để họ giữ cái gì đó. Mình đi ngang một cái hàng bông trang đẹp quá nè, trước cửa nhà ai đây quá trời luôn á, dài thòn luôn á, nở bông đỏ rực cả nhà. Cái cây này là từ xa em thấy rồi nè, mà em tưởng đó là bông điên điển không á, nhưng mà lại bứt lại dòm ngó kỹ thì nó không phải, nó na ná luôn, nhưng mà cái loại bông của nó lại là loại bông bự hơn bông điên điển ha cả nhà. Đi đường em cũng hay thấy cái loại cây này nó mọc ở ven đường nhiều lắm. Khu vực mà mình chạy qua dừa lá càng nhiều á, là sông ao hồ ở đây, nước ha, từ những con sông lớn á, nó chạy vào trong những cái biển, cái kênh, cái rạch len lỏi vào trong đây nè cả nhà. Coi như là nó vào trong những cái khu mà ao hồ của bà con mình á, mọc dừa nước rồi mọc những cái cây dại cũng như là những cái bụi lứt nè. Đó, lứt là một nét đặc trưng của nước mặn á, nước của sông á cả nhà, gọi là nước của sông á, thường thường có những cái cây quan dại đó, rồi cây búp kèn nữa. Phía trước này có hai cái đám lát hai bên nè. Chạy từ xa trên con đường này là mình thấy rồi. Người ta trồng lát mà ở phía trên nó có một cái cây gì mà nó dài dài, nó cộm cộm ở đây nè. Nhiều lắm, một khu luôn nè. Em xuống em vào em cho cả nhà xem ha. Đó, nhìn nó cũng lạ lạ. Cây này em thấy rồi nhưng em cũng chưa có bứt lần nào để xem nó là cái gì á cả nhà. Sẵn tiện đây em bứt cho cả nhà xem. Giống cái cây xúc xích quá. Cây xúc xích mà mình ăn á, nó mềm mềm cả nhà ơi. Em dặn dặn nó ra nè, nó ra sới sới á. Trời ơi, trong đây toàn là bông không à, y như là bông gòn vậy á. Đó cả nhà thấy không, nó cái dạng mà kêu bằng những cái sợi bông đó, bước ra nó bay theo gió luôn nè cả nhà. Cái này là cái gì, có ai biết không? Ông bà cô chú chia sẻ với em nha. Thật sự em không biết cái này là cái gì luôn á. Nhìn nó cũng lạ lạ, nó cũng ngộ ngộ quá trời quá đất. Ở đây nhà nó càng thưa rít luôn. Và những cái ao hồ này nó nhiều vô số kể luôn á. Hầu như là không thấy người ta tận dụng để người ta cải tạo, ta nuôi trồng cái gì hết cả nhà ơi. Nó rộng lớn lắm. Bởi vậy mình đi mình nhìn thấy những cái khúc đường quanh cua quẹo quẹo như vậy. Những cái cảnh mà ao đó, nó mới còn lại cái nét hoang sơ, nó nét đẹp á, nét bình dị ở đây. Tới phía trước là mình giao nhau với cái con đường khác rồi. Em nha, dê ở đây là em nhìn ở phía sau này có những cái hàng lu của bà con mình. Để phía sau trái bếp nhà ai á, những cái lu ở đây nhìn nó thân thương lắm. Trên một tuyến đường dài mà cũng rất lưa thưa, bà con mình ở huyện Cần Giuộc ngày nay. Nhiều khi mình đi ngang á, mình tưởng tượng là mình đi vào một cái khu xa xôi nào dữ lắm luôn á. Nó cảnh quê mùa, cảnh thôn quê, nó đẹp, nó bình dị, phải không cả nhà? Rồi, có lẽ tới đây thì em xin tạm dừng cái video clip này lại nha. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với em tới tận cuối cái video này. Em xin chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Em xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo trên kênh của em nha.